Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn Cơm Khoai Nói Chuyện Quốc Tế tối thứ 6 ngày 27 tháng 9 năm 2024. Chúc quý vị một ngày uh, cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Và như vậy là một ngày đã trôi qua kể từ khi chúng ta có những thông tin ban đầu liên quan tới uh, uh, thông tin đến từ Tổng thống Putin đó, về cái học thuyết uh, mới. Về vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân của nước Nga Trong phải đến 36 giờ trước rồi Chúng ta đã chờ đợi và đến bây giờ thì nó vẫn chưa có cái gì bổ sung thêm Vậy thì ngày hôm nay trước những cái sự gọi là phân tích mổ xẻ của bàn dân thiên hạ Cũng như là những phản ứng trái chiều của các chính khách trên thế giới Thì chúng ta sẽ làm sáng tỏ lại một lần nữa và đi tới việc phân tích chi tiết và các vấn đề liên quan đến sự kiện kể trên cũng như những thông tin quan trọng khác trên thế giới 24 giờ qua đầu tiên thì chúng ta sẽ quay trở lại để xem rằng là cái đấy nô cụ thể nó có cái sự thay đổi như thế nào đúng không ạ à, à, cái thông tin đầu tiên mà chúng ta nhìn vào cái sự thay đổi của học thuyết hạt nhân nga lần này đó là họ đưa thêm các đối tượng thứ ba trong đó đối tượng thứ ba về liên minh của nga thì có belarus và họ mở rộng cái danh sách của những cái liên minh của lực lượng đối kháng, tức là kẻ thù. Thì trong đó chủ yếu là các cường quốc hạt nhân mà có thể đứng đằng sau Ukraine trong việc hỗ trợ Ukraine tấn công vào nước Nga. Đấy, thì nói chung là nó là Anh Mỹ rồi NATO vân vân. Thì cái nguyên tắc của cái cuộc họp này của tổng thống Putin với lại nội các an ninh của mình, đó là ông đã đề xuất ra một sự điều chỉnh với lại cái chính sách hạt nhân của quốc gia à, giữa cái bối cảnh là cái sự gọi là khẩn cấp của những mối đe dọa quân sự mới nhắm vào nước Nga và đồng minh đấy chúng ta nhìn cái đó để chúng ta hình dung ra được là cái mục tiêu của nước Nga nhắm vào cái gì và luôn luôn thì tổng thống Putin đều nói rằng là ông nhấn mạnh rằng cái việc sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ là cái biện pháp cuối cùng khi không còn bất kỳ một hành cái cái biện pháp nào khác như vậy thì đầu tiên chúng ta có một cái điều khoản đó là nước Nga mở rộng cái danh sách của những đối tượng bị ảnh hưởng đúng không ạ, liên quan tới cái việc uh, sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều thứ hai, nước Nga sẽ xem xét việc sử dụng vũ khí hạt nhân trên cơ sở tiếp nhận được những thông tin đáng tin cậy về một nỗ lực tấn công ồ ạt từ trên không và trên không gian, bao gồm các máy bay chiến thuật, các loại tên lửa siêu thanh các loại UAV tên lửa hành trình và nó đã vượt qua biên giới của quốc gia của nước Nga. Đấy, thì cái này thì cơ bản tôi thấy rằng nó không thay đổi đáng kể so với tức là cái mục 2 ấy, so với lại cái học thuyết cũ. Chỉ có lần này nó lôi cả thêm những thứ mà gì là dựa trên thông tin đáng tin cậy này. Rồi cả UAV ô viết nữa. Có nghĩa rằng là họ hạ thấp cái ngưỡng, đúng không ạ? Để mà có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Tức là ý nói rằng là tăng cường cái tính nhạy cảm trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Hay nói đúng hơn, ngày xưa cái con mắt thần nó không nhạy, bây giờ mình tăng nó độ nhạy lên. Cái kiểu nó như vậy có nghĩa là dễ dàng để bấm vũ khí hạt nhân hơn liên quan tới cái điều số 2 này. Điều số 3 thì là một trong những điều mà nó thể hiện rõ cái cái danh sách của các nước thứ ba kể trên. Đó là Nga thuần túy thiết kế ra một cái điều này để sử dụng uh, giữ toàn quyền để sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có một cuộc tấn công xâm lược chống lại Belarus với tư cách là một thành viên của nhà nước liên minh. Nhà nước liên minh thì chính là nhà nước liên minh Nga Belarus có nghĩa rằng là lần này thì nước nga sẽ bảo vệ belarus và belarus bảo vệ nga bằng một cái hiệp ước phòng thủ hạt nhân đấy mình hiểu nôm na là như vậy và không chỉ là cái việc mà phương tây hay là kẻ thù của belarus tấn công hạt nhân và belarus mà kể cả tấn công xâm lược bằng vũ khí truyền thống thì nước nga cũng sẽ tèn 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 đúng không ạ và cái chuyện này thì chúng ta cũng đã phân tích là tại sao nga làm thế rồi Tất nhiên là chúng ta nhớ ở đây nhé, chúng ta là những người tỉnh táo, mình không nên bị cuốn theo luận điệu, đúng không ạ? À, mình phải luôn nhắc nhở rằng là đây là những biện pháp cuối cùng và nước nga giữ quyền, có nghĩa là không phải là họ sẽ tấn công đáp trả ngay mà họ giữ quyền để mà à, coi như đó là một cái nền tảng để sau đó xem xét có nên đáp trả hay không, đúng không ạ? Chứ không phải là cái việc họ sẽ đáp trả ngay lập tức. Và cái điều cuối trong đề xuất của tổng thống Putin đó là việc một cuộc xâm lược chống lại nước Nga bằng bất cứ một quốc gia nào không phải là cường quốc hạt nhân nhưng với sự tham dự và hỗ trợ của một cường quốc hạt nhân mà có thể được coi là một vụ tấn công chung vào nước Nga. Vậy thì cái cơ bản ấy là cái hiệp ước cái đề xuất của ông Putin lần này thì nó có thêm cái khoản Belarus là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các nước hỗ trợ Ukraine tấn công vào nước Nga. Đúng không ạ? Đấy là hai cái điểm. Và hạ thấp kinh ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân đối với lại những cái điều khoản số 2 uh, trước đây trong cái đề xuất năm 2020 đã được thông qua. Thì đây nó là một cái đề xuất và đến thời điểm này 48 giờ trôi qua chúng ta cũng chưa thấy nó thay đổi gì. Thì điều này có nghĩa rằng rất có khả năng là nó sẽ trở thành cái học thuyết hạt nhân, sử dụng hạt nhân mới của nước Nga. Và đó là diễn biến sau đó thì chúng ta thấy là trên thế giới họ phản ứng cũng khá nhiều có thể nói là nhiều cái phản ứng nó khá là gắt gọi là vâng gắt ví dụ như là ông andrew j mark đúng không ạ ông ấy đã nói rằng andrew j mark là tránh văn phòng tổng thống của ông zelensky nói rằng là nước nga bây giờ chả làm được cái gì cho đời chỉ biết lôi vũ khí hạt nhân dọa nạt và chúng ta sẽ không bao giờ để bọn họ dọa nạt Vâng, thì chúng ta sẽ phân tích sau. Cơ bản thì chúng ta thấy một điểm rằng đây nó không phải là vấn đề dọa hạt nhân. Nhiều người uh, chúng ta có một cái sự kỳ thị và bài xích chúng ta hay nói như thế. Ví dụ như chúng ta đơn giản như đất nước của chúng ta ấy, khi mà nó đứng trước những mối đe dọa về vấn đề an ninh, đúng không ạ? Thì tất cả những cái chính sách liên quan tới vấn đề quốc phòng, vũ khí, rồi là động viên này nọ vân vân, hay là nếu chúng ta có vũ khí hạt nhân thì chúng ta đều phải điều chỉnh để mà nó có thể sẵn sàng chiến đấu. Đúng ạ, à, trong cái bối cảnh mà có thể đối mặt với cái mối đe dọa đó. À, cho nên đây là cái việc điều chỉnh cái học thuyết của nước Nga, chứ nó chẳng nhắm vào cái việc là để nó đe dọa chủ động tấn công vào ai. Thế nhưng mà phương Tây thì họ sẽ bám vào để họ nói rằng là phía Nga tiếp tục dọa tấn công hạt nhân. Rồi ông Antony Blinken thì Ngoại trưởng Mỹ, ông nói rằng là việc làm của Putin là một cái việc làm hết sức là vô trách nhiệm. Trong khi các nhà lãnh đạo thế giới đang tụ tập ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đại hội đồng Liên hợp quốc để bàn chuyện gọi là hệ trọng à, liên quan tới vận mệnh của thế giới thì tổng thống Nga đã thay đổi học thuyết à, sử dụng vũ khí hạt nhân một cách hiếu chiến. Đấy, à, đại loại như vậy. Và ý nói rằng là học thuyết của nước Nga thì vẫn chưa hiếu chiến bằng Mỹ nhưng mà ít nhất là cũng để cho cái cuộc họp của Liên hợp quốc nó qua đã, đúng không ạ? Chúng ta đến với một vài các tiêu đề của các tờ báo khi họ nói về cái này như thế nào. Nhìn chung thì chúng ta đều thấy là nó có một cái lời sấm truyền, đúng không ạ? Một cái đại khái như là cái câu thần chú mà được sử dụng trang quốc luận điệu của phương Tây. Đó là cái mối đe dọa của nước Nga. Về cơ bản thì tuyên bố của Putin đã khiến cho cái truyền thông phương Tây trở lên khá là cuồng loạn. Và nhanh chóng họ đã nắm lấy cái cơ hội này để mà tô vẽ thêm những mối đe dọa đến từ Moscow. Và tất nhiên là cái mục tiêu của họ đã gây thêm những cái nỗi kinh hoàng, những nỗi sợ hãi liên quan đến gọi là dân chúng trong các nước phương Tây và trên thế giới. Tuy nhiên thì nếu đọc trên các dòng tít thì tôi thấy một điều rằng hầu hết các truyền hãng truyền thông này đã bỏ qua cái lý do mà nước Nga đã tái, đã điều chỉnh lại cái chính sách hạt nhân của mình những cái lý do mà leo thang các vấn đề liên quan tới căng thẳng quân sự xung quanh biên giới nước nga và những hành động có thể nói rằng không được đại khái là ngây thơ cho lắm như là truyền thông phương tây tô vẽ về chính phủ của họ chúng ta hãy đến là tờ Financial Times tờ thời báo tài chính đã nói rằng là Vladimir Putin đã điều chỉnh lại học thuyết hạt nhân đó là một sự cảnh báo đối với thế giới phương tây và là một thông điệp rõ ràng đối với đồng minh của ukraine cũng như là của ukraine còn tờ reuters thì thông báo rằng là à, lãnh đạo nước nga đã ra tuyên bố cảnh báo hạt nhân đỡ, đối với lại các quốc gia phương tây liên quan tới khả năng ukraine sử dụng vũ khí hạt vũ khí tầm xa tấn công vào nước nga còn tờ New York Times thì cũng đã tranh luận và nói đồng lòng với lại tờ Reuters. Tuy nhiên họ nói rằng là lần này thì Putin đã đưa cái cảnh báo của ông đối với lại thế giới phương Tây lên một mức độ cao chưa từng có. Tờ BBC và toàn những tờ của Anh hết đây quý vị. Đây này, Financial Times, rồi Reuters và BBC này. Tờ BBC đã nói rằng Putin đề xuất một cái sự mở rộng một cách cấp tiến liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân của nước Nga và tờ này đã cáo buộc rằng hành động của Putin có thể được coi như là một mối đe dọa, một lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở cuộc chiến tranh Ukraine. Một tờ báo mà rất hay bắt chiếc BBC đó là tờ Thời báo Washington và lần này thì nó cũng bắt chiếc luôn. À, cho rằng Putin đã gây ra đã tạo ra một lời đe dọa à, rất mới chống lại thế giới phương tây và Ukraine. Tờ AP thì cũng tham gia vào dàn đồng ca à, bằng việc cáo buộc rằng nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra một lời đe dọa và đã dọa một cách mạnh mẽ đối với lại thế giới phương tây trong nỗ lực lần mới nhất này tờ daily mail một cái tờ cũng của anh nhưng mà trước đây thì đi theo trường phái cướp giết hiếp thì bây giờ lại quay sang bình luận hạt nhân không biết là có gì mới mà tờ này thì tất nhiên nó đi cùng trời tới đất thì nó cũng chơi luôn với cáo buộc rằng là putin đã thúc đẩy mối đe dọa của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba và điện kremlin cảnh báo phương tây về những hậu quả trong những nỗ lực tấn công chung vào lãnh thổ nước nga trong nỗ lực uh, đại khái là rắn rung đuôi có nghĩa là dọa nạt mới nhất vâng còn chúng ta nhắc lại rằng putin đã nhấn mạnh rằng vũ khí hạt nhân chỉ nên sử dụng như là một biện pháp cuối cùng và nước Nga có đầy đủ các cái tư cách cũng như là kỹ năng để sử dụng uh, những uh, để tiến hành những vụ thử hạt nhân. Thế nhưng mà bây giờ thì nước Nga chưa cần làm điều đó và ông nói rằng là uh, cái học thuyết sử dụng vũ khí hạt nhân nó là những cái biện pháp sống động mà có thể thay đổi theo thời điểm khi mà nước Nga đang theo dõi tình hình diễn biến trên thế giới với một cái sự quan tâm sâu sắc và gắn và chặt chẽ Vâng, như vậy là chúng ta đã có những phản ứng của thế giới rồi, đúng không ạ? Vậy thì uh, nhiều quý vị nói rằng là tình hình hạt nhân thế giới nó ra làm sao thì tôi cũng xin trích lời của uh, kênh uh, Sputnik đi. Đấy, một cái kênh của Nga nha quý vị nhá. Thì tất nhiên là cái này nó là thông số thôi, cũng chả có cái sự uh, sự, sự sự thành kiến nào trong cái con số cả, đúng không ạ? Đây. Là uh, Thông tin về việc là vũ khí hạt nhân của các bên này, nước Nga đang đứng đầu với lại 5.580 đầu đạn hạt nhân, nước Mỹ đứng thứ hai năm bốn, rồi đến nước Trung Quốc theo thông tin chính thức họ chỉ có 500 đầu đạn thôi, nhưng mà con số này rất có khả năng chỉ bằng một phần mười so với con số thực, hoặc là một phần mấy. Đấy. Sau đó thì chúng ta đến nước Pháp với 290, rồi đến nước Anh 225. Đó là năm cường quốc hạt nhân gọi là căn bản. Rồi bây giờ chúng ta đến với các cường quốc hạt nhân mở rộng. À, lần lượt có Pakistan và Ấn Độ đều có mức độ đầu đạn hạt nhân 170 và 172, xếp thứ 6 và thứ 7 đến Israel uh, 90 và Bắc Triều Tiên 50. Còn vũ khí hạt nhân thì của Nga thì chỉ triển khai ở Nga, còn của Mỹ thì triển khai ở Mỹ, ở Ý 35 đầu đạn, thổ Nhĩ Kỳ 20, thổ Bỉ 15, Đức 15 và Hà Lan 15. Cái này chúng ta đã trao đổi nhiều lần. Và cái thông số này ấy, thì nó dựa trên cái nguồn của cái công ty dữ liệu quốc tế ICAN và nó được gọi là là, là sử dụng vào năm 2024, đấy có nghĩa là thông số nó rất là mới và tất nhiên là cũng dựa trên những thông tin công cộng thôi đúng không ạ? Cho nên là cũng chưa biết thực sự bên dưới nó như thế nào. Ví dụ như là ở Trung Quốc thì con số 500 là rất là khó tin. Một cái đất nước như Trung Quốc ấy nó vừa rộng vừa nhiều tài nguyên và nó rất nhiều tiền ấy thì cái việc đầu tiên ấy nếu tôi là lãnh đạo Trung Quốc thì tôi phải mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Cái đấy nó là một cái điều nó bất di bất dịch. Và chúng ta cũng biết là vũ khí hạt nhân thì nó là một cái biện pháp để mà răn đe, đúng không ạ? Ngăn ngừa, chứ nó không phải là cái để đánh nhau. Và càng có vũ khí răn đe mạnh và áp đảo thì có nghĩa rằng là càng có cái cơ hội để mà không bị các nước nhòm ngó và sợ mó, đúng không ạ? Cho nên là cái vũ khí hạt nhân thì nó rất khó để mà nó đã, nó rất là, ý nói rằng là nó rất tốn kém về thời gian và tiền bạc Đúng không ạ? Nhưng mà Trung Quốc thì nó có rất nhiều tiền, cho nên là cái việc mà nó có 500 đầu đạn là một cái việc khá hoang tưởng. Chúng ta đã đi qua cái uh, chính sách hạt nhân của nước Nga và chúng ta cũng đã nói về chính sách hạt nhân của nước Mỹ như thế nào. Uh, thì bây giờ chúng ta thử xem là nước Mỹ họ đã gọi là đánh giá lại những cái uh, nguyên tắc sử dụng vũ khí hạt nhân của họ cũng mới đây Năm 2022, thời điểm đấy thì cuộc chiến nó chưa bùng nổ thế bây giờ chúng ta thử xem là bây giờ thì hiện tại nó ra làm sao Trong cái nguyên tắc sử dụng vũ khí hạt nhân của nước Mỹ ấy, thì chúng ta thấy cái nguyên tắc đầu tiên của họ đó là đoàn tấn công phủ đầu Đấy, đấy là một cái mà uh, chúng ta thấy rằng là nước Mỹ, mặc dù họ nói rằng nước Nga thay đổi học thuyết hạt nhân để trở lên hung hăng hiếu chiến hơn, nhưng mà cơ bản nước Nga cũng không phải là quốc gia đánh phủ đầu. Còn nước Mỹ thì nói rõ đó là đánh phủ đầu. Và nguyên tắc này là nguyên tắc gọi là bác bỏ tất cả những nguyên tắc khác, đó là những nguyên tắc sử dụng để làm răn uh, đe hay là phản ứng hay như nào đó. Thứ hai thì tất nhiên cũng là răn đe, có nghĩa rằng là nếu trong trường hợp có đe dọa hạt nhân thì người Mỹ sẽ sử dụng hạt nhân đáp trả, đó là một cái nguyên tắc nước cũng vậy thôi. Trong trường hợp thứ ba, trường hợp mà đáp trả với những đòn tấn công phi hạt nhân thì một loạt những cái uh, vụ tấn công chống lại nước Mỹ ở cái mức độ chiến lược gây ra hậu quả nghiêm trọng uh, thì có thể cũng bị nước Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công và không chỉ đối với nước Mỹ mà còn với cả đồng minh của nước Mỹ nữa. Đấy thì cái này nó khá giống với cái điều khoản mà nga vừa thay đổi để áp dụng cho cả belarus tuy nhiên thì trong cái uh, nguyên tắc số 4 của nước mỹ ấy, là là nguyên tắc mình tạm gọi nó như kiểu nguyên tắc mập mờ có nghĩa rằng là nói như vậy thôi nhưng mà khi nào và sử dụng như thế nào uh, trong trường hợp nào thì nó vẫn còn rất là bất định đấy và nó rất phụ thuộc vào cái uh, cái 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 quyết định của người lãnh đạo tại thời điểm đó có nghĩa là cái không gian đường ranh giới thì nó khá là mập mờ so với phía nga điều khoản thứ năm thì nước mỹ uh, sử dụng vũ khí hạt nhân trong cái ô hạt nhân và trong trường hợp mà các quốc gia đồng minh thân cận của nước mỹ ở nato bị tấn công thì nước mỹ sẽ cam kết sử dụng vũ khí hạt nhân để mà bảo vệ uh, những đồng minh thân cận của mình trong một cái ô hạt nhân. Cái ô hạt nhân thì nó là một cái kế hoạch, một cái chiến lược đúng không ạ? Và khi nước Mỹ để vụ đầu đạn hạt nhân ở các quốc gia kia thì nó cũng liên quan tới cái ô hạt nhân của mình. Về người khởi xướng thì cơ bản nước Mỹ phụ thuộc nhiều vào tổng thống Mỹ. Có thể nói rằng là cái quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân nằm trong tay tuyệt đối của tổng thống Mỹ đáng chú ý thì trong cái chính sách hạt nhân của mỹ họ đã đưa ra những cái trách nhiệm ràng buộc của mình đó là nước mỹ thề rằng sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại các quốc gia phi hạt nhân mà tham gia vào cái hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và tất nhiên là cũng tuân thủ cái nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân Tiếp theo thì liên quan tới đồng minh của mình thì nước Mỹ có thể sử dụng hoàn toàn cả cái kho đạn hạt nhân của các quốc gia NATO uh, trong cái trường hợp mà họ sẽ đáp trả trong nỗ lực tập thể để sử dụng kho vũ khí chung của toàn khối. Trong chính sách hạt nhân thì nước Mỹ cũng uh, liệt kê các nước như là Nga, Trung Quốc, Triều Tiên là các nước thù địch về vấn đề hạt nhân của mình. Như vậy là họ đã điểm mặt chỉ tên ba quốc gia kể trên. Còn lại thì cơ bản các quốc gia NATO cũng phụ họa, tức là cái chính sách sử dụng vũ khí hạt nhân của các quốc gia NATO như Anh, Pháp thì nó phụ họa cái chính sách hạt nhân của người Mỹ. Và cũng nhân cái sự kiện này thì chúng ta từng nhớ lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đừng nói rằng nếu như ai đó quyết định hủy diệt nước nga thì chúng ta có cái quyền để đáp trả một cách chính đáng và trên thực tế đó sẽ là một cái thảm họa cho loài người một thảm họa toàn cầu cho toàn thể thế giới nhưng dù sao đi nữa với tư cách là một công dân nga và đứng đầu nhà nước nga tôi phải tự hỏi bản thân mình là liệu chúng ta cần một thế giới nếu như không có nước nga ở trong đó đấy một cái bài phát biểu rất nhiều của ông nhưng mà nếu như mà tôi dịch theo cái này thì nó sẽ đuổi nó khá mất thời gian nhưng có cái đoạn đầu có cái câu nó rất là thú vị nhiều người nhắc đi nhắc lại đúng không ạ đó là, à, là ông sẽ tự hỏi mình xem là với tư cách là nhà lãnh đạo và công dân nga rằng là thế giới à, vâng đại khái là có cần thiết nữa hay không nếu như mà bản thân trong thế giới đó không có nước nga vâng đó là những thông tin liên quan tới một cái vấn đề đang rất gây tranh cãi đúng không ạ và rất nhiều những cái um, quý vị cũng đặt những câu hỏi xung quanh cái đó và một trong những cái câu hỏi quan trọng liên quan đến cái việc này là tại sao nước nga lại gọi là thay đổi cái học thuyết hạt nhân tại cái thời điểm này đúng không ạ đấy là một trong những cái mà rất nhiều người đã băn khoăn thì đầu tiên mình vâng, mặc dù là câu hỏi của nhiều quý vị nhưng mà nhân cái dịp này thì chúng tôi cũng coi như là cái vấn đề mình trao đổi trong cái phần tin tức. Mình nhìn thấy một cái vấn đề rằng nếu nhìn vào cái học thuyết hạt nhân sử dụng hạt nhân của người Mỹ thì nó rất là hiếu chiến so với lại cái học thuyết của Nga và của Trung Quốc. Đúng ạ? Thế thì ngày xưa ấy, thế giới của chúng ta sau khi mà nước Nga họ đã bước ra từ cái sự sụp đổ của Liên Xô thì câu chuyện rằng là lúc bấy giờ nó khác. Đúng ạ. Và cho đến năm 2020 thì nó cũng chưa có cuộc chiến. Và nước Nga không có cái đe dọa cụ thể nào trong việc mà khiến họ phải uh, gọi là uh, tiến gần sờ tay gần hơn tới cái nút bấm của vũ khí hạt nhân. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta thấy rằng là tất cả những gì mà nó đang diễn ra trong từ khi cuộc chiến này bắt đầu trên tất cả các khía cạnh, các phương diện của đời sống chính trị, quân sự, đúng không ạ? Kinh tế này nọ thì chúng ta thấy rõ ràng là cả phương Tây bây giờ đang cố gắng để mà tấn công vào nước nga đúng không ạ trong đó có cả những cái vấn đề mà sát sườn nhất đó là họ sẽ hỗ trợ để ukraine mượn danh ukraine tấn công tên lửa vào nước nga câu chuyện đơn giản như vậy thôi thì chúng ta thấy rõ ràng là ở kỳ điều đầu tiên thì nước nga phải điều chỉnh cái học thuyết hạt nhân của họ để mà uh, họ có thể đáp trả trong trường hợp mà họ bị tấn công bằng các vũ khí thông thường gây tổn thất nghiêm trọng không lẽ chẳng nhẽ là cứ nhìn phương tây đánh đúng không ạ? ở đây chúng ta phải nhìn nó kể cả mình có là người thân ukraine hay là thân nga thì chúng ta đều thấy ai cũng hiểu một điều ấy là các quốc gia phương tây đứng đằng sau cái việc mà tấn công vào nước nga bằng vũ khí chính xác bởi vì vũ khí chính xác thì nó phải có vệ tinh, nó phải có đào tạo huấn luyện, nó phải có sự kết nối, nó phải có phối hợp này nọ đại khái nó rất là phức tạp riêng cái việc huấn luyện đấy nó, nó mất nhiều năm trời rồi Ukraine không thể làm được, đúng không ạ? Cho nên là nó phải có phương tây và thứ hai nữa nó tấn công vào rất sâu và thứ ba nó, nó gây ra tổn thất lớn, đúng không ạ? Không chỉ vấn đề quân sự mà cái vấn đề lớn ấy, là nó sẽ được tấn công, sử dụng tấn công vào các mục tiêu chính trị và kinh tế, gây ra những sự hỗn loạn về kinh tế xã hội. Chắc chắn là đấy là điều mà Putin sẽ rất là e ngại. Bởi vì tại sao? Bởi vì tôi luôn nói ấy, cái cuộc chiến này ấy mà Nga tiến hành thành công hay không nó phụ thuộc vào cái sự ổn định của chính trị xã hội của họ, kinh tế của họ. Cho nên nếu như mà nó xảy ra cái vấn đề đấy chắc chắn nước Nga sẽ phải xem xét lại cái chiến dịch của mình rất nhiều. Cho nên cái việc mà nó quan trọng như vậy đối với nước Nga thì làm gì họ còn cái biện pháp nào đâu. Đúng không à, ạ? Tất cả những gì họ làm, họ làm rồi. Chỉ còn mỗi cái vấn đề là họ điều chỉnh cái học thuyết hạt nhân để cho nó hợp với cái hoàn cảnh hiện tại thôi. Hay mình nói đơn giản là gì? Trước đây là học thuyết của họ khá lỏng lẻo, khá xa rời thực tế thì bây giờ họ điều chỉnh với lại sát với tình hình thực tế hơn đúng không ạ nước nào cũng vậy thôi cái vấn đề thứ hai thì chúng ta thấy một điểm rằng là nó cân bằng nó là một cái nhiệm vụ mà chúng ta thấy nó cân bằng cái vấn đề cái ngưỡng sử dụng hạt nhân giữa các bên à, mặc dù nước nga đã điều chỉnh nó vẫn chưa tương xứng với người mỹ đúng không ạ và tất nhiên họ không có đồng minh hạt nhân như mỹ và nato thế nhưng mà ít nhiều thì nó đã thay đổi cái cán cân của cái mối đe dọa đến từ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân đối với phương Tây. Có nghĩa là ngày xưa mình nói, tôi hiểu đơn giản như này quý vị nhé, là cái học thuyết ngày xưa của Nga ấy, thì họ phải bước 10 bước mới đến nút bấm, đúng không ạ? Còn người Mỹ thì ngồi ngay cạnh nút bấm rồi. Thì Nga bây giờ rút ngắn xuống còn 5 bước. Đúng quý vị, đấy mình hiểu nôm na nó như vậy. Có nghĩa rằng nó cân bằng hơn, nhưng mà nó vẫn chưa đạt được mức cân bằng. Đối với cái việc là cái ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân đấy đấy là cái mà chúng ta thấy rõ trong cái lần này và đây chính là cái tư tưởng xuyên suốt trong cái, cái 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 gọi là cái đề xuất của tổng thống putin cái thứ ba ấy thì tôi thấy một cái vấn đề mà nó rất là rõ đúng không ạ mà nhiều người ở việt nam nói xung quanh những thứ lần mà lần danh đỏ đấy thì thực ra đấy là cái câu mồm của thiên hạ thôi Chúng ta cứ lên nghe thấy báo đài nói làn danh đỏ Nhưng mà thực ra thì nước Nga đâu có nói một cái làn danh đỏ nào cụ thể đâu Đó chỉ là những cái lời nói của tướng tá nào đó Đúng không ạ Hoặc là ví dụ như người như Dmitry Medvedev nói để mà đại khái mang tính chất đau to búa lớn Chứ còn bản thân là những người đại diện như nước Nga Ví dụ như là Putin, Peskov hay là Lavrov Thì họ đâu có nói về làn danh đỏ nào Đúng không ạ hay là cái cuộc chiến này diễn ra trong 3 ngày Thì cái đấy là mồm là mồm của phương Tây Chứ còn đâu Nga đâu có nói rằng là Nga đánh Ukraine trong 3 ngày đâu Thế nhưng mà nhiều người thì vẫn cứ bám vào cái lời của phương Tây như vậy để nói Thế thì cái câu chuyện đấy nó là câu chuyện bên lề Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là Cái việc ấy mà các quốc gia phương Tây đã tiến tới cái ngưỡng này Trong một cái cuộc chiến mà chiến tranh lai Chống lại nước Nga, đúng không ạ? Chiến tranh ủy nhiệm không chỉ các vấn đề liên quan đến chiến trường nó đã cực kỳ nguy hiểm mà còn các cái không gian khác nữa thì rõ ràng là họ đều dựa vào một cái là gì nó dựa vào một cái sự uh, uh, khá là kiên nhẫn và ý rằng là cái lý do thứ ba này là một cái lý do nó rất căn bản mà nó đã diễn đến cái tình trạng như này và nó tiếp tục theo cái phong cách salami đúng không ạ gọi là phong cách salami hoặc là phong cách gọi là gọi là cát sụt ấy. đấy tức là nó sụt sụt, sụt 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 dần và nó sụt đến chân mình đúng là không biết của phương tây họ cho rằng ấy, là uh, gần như họ bị thuyết phục rằng nước nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trong mọi tình huống liên quan tới cuộc xung đột ukraine đấy, và uh, những người ở phương tây cũng có một cái uh, sự thuyết phục với bản thân rằng là những cái sự thất bại của ukraine sẽ là một cái thất bại không thể nào chấp nhận một thất bại cực kỳ to lớn mà nó còn to lớn hơn cả cái rủi ro xung đột hạt nhân à, chính tổng thống à, chính tổng thư ký John Stoltenberg của NATO đã nói là chúng ta thà phải chiến tranh hạt nhân chứ không thể nào để chịu thua nga đúng ạ ông ninh lắp đi lắp lại cái đó và ông nói rằng là nếu để thua nga thì nó sẽ tạo ra một cái rủi ro an ninh tiền lệ an ninh chưa từng có như vậy thì cái việc mà cộng với những yếu tố như vậy nước nga thay đổi tại thời điểm này cái cán cân về ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân mình nói như vậy cho nó đúng cái cái, cái gọi là cái bản chất đúng không ạ à, họ muốn thuyết phục phương tây để nghĩ lại rằng đúng không ạ à, là những gì mà họ gây tổn thất cho nước nga thì chắc chắn đó là những thứ mà nước nga à, sẽ cảm thấy là đau đớn hơn cái việc là nga sẽ phải sử dụng vũ khí hạt nhân Đấy, và như vậy phương Tây sẽ thấy rằng là họ chỉ có thể à, leo thang đến một cái mức độ mà nước nga cân bằng được cái mức độ tổn thất của họ so với cái việc họ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn cái mức độ tổn thất tiếp theo đại khái nó là như vậy đấy là một cái mà à, chúng ta nhìn thấy về cái đại khái nó mình lượng hóa ra đúng không ạ lượng hóa rủi ro và cái ngưỡng thì nó như vậy có nghĩa rằng là hai bên đưa ra một cái đường ranh giới để thăm dò nhau xem là ông có thể chịu đau được cái mức độ nào Giờ, sau đó thì ông không thể chịu được nữa Thì nước Nga đã đưa cái đường danh này của họ xa hơn Đúng không ạ? Xa hơn, tiến gần tới khu vực phương Tây Đấy, cơ bản đó là như vậy Có nghĩa rằng là cái đường danh là cái đường mà phương Tây sẽ sẽ phải thận trọng hơn Trước khi mà họ vượt qua Còn bây giờ thì phương Tây cảm giác rằng cái làn danh này nó ở sát nước Nga Ví dụ đây là nước Nga Thì phương Tây đang tiến tới cái này Nhưng mà nước Nga bằng việc này Họ đang đẩy xa cái đường danh ngược trở lại phía phương Tây Tức là họ không có chấp nhận những cái tổn thất đau thương mà họ không phản ứng. Đúng không ạ? À, và có nghĩa là họ chấp nhận những rủi ro của việc phản ứng bằng vũ khí hạt nhân à, so với cái việc là họ chấp nhận những tổn thất do phương Tây gây ra trong cuộc chiến Ukraine. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng là nước Nga cũng đã đưa những cái lựa chọn mới như là Belarus vào. Đúng không ạ? À, thì nó cũng phục vụ những cái mục tiêu chiến thuật nữa. Uh, chiến lược nữa, ví dụ như đơn giản như là Nếu Belarus mà được bảo vệ Bằng ô hạt nhân, thì có nghĩa là Quân đội của họ có thể sang Nga mặc đồng phục Nga Để đánh nhau với Ukraine Và người Nga sẽ có thêm 100.000 quân Đấy, chúng ta tính vo vo ra như thế thôi Và các quốc gia NATO thì cũng thế thôi Đúng không ạ, họ cũng sẽ Đưa quân vào nếu được có Dưới hình thức này, hình thức kia Và mặc cái quân phục của Ukraine Hoặc là cái quân phục đánh thuê nào đó Thế còn nó có liên quan gì tới cái cuộc gặp của ông Joe Biden và ông Zelensky hay không? Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là ít nhiều nó liên quan. Còn không biết nó có liên quan chặt chẽ hay không? Sau khi mà Nga tung ra cái học thuyết này thì đến bây giờ Tổng thống Zelensky đã gặp Joe Biden rồi và vẫn chưa đến quyết định cho phép Ukraine tấn công. Mà ông ấy nói rằng là sẽ ra quyết định vào thời điểm hội nghị Ramstein ở Đức. Đấy, thì cái câu chuyện này là cái câu chuyện trò chơi chính trị. Hai bên đại khái là chơi dây, dây chun, dây nịt với nhau thôi nhưng cái đó thì nó liên quan tới cái vấn đề Houthi, tên lửa Houthi nhiều hơn là cái vấn đề sử dụng hạt nhân này. Hay nói đúng hơn là nó liên quan cụ thể hơn, đúng không ạ? Còn cái sử dụng vũ khí hạt nhân thì nó cũng có, nhưng mà nó ở mức nó sâu sắc và nó rộng, còn cái việc mà viện trợ tên lửa Houthi để tấn công vào các tàu chiến của phương Tây ấy, thì nó rõ nét hơn rất nhiều. Vâng, trước khi chúng ta rời xa khỏi cái chủ đề quan trọng này ngày hôm nay nên thì chúng ta cập nhật với mấy bài phát biểu của các vị quan chức châu Âu. Trong đó đầu tiên có Tổng thống Ba Lan Duda. Ông nói rằng là Vladimir Putin hiểu một cách rất rõ ràng rằng là nếu như ông hoặc là những vị tướng của ông ấy, những người mà sẽ thực hiện đòn tấn công hạt nhân đầu tiên chắc chắn sẽ bị nguyền rủa họ biết rõ điều đó đấy là lý do mà họ vẫn chưa sử dụng vũ khí hạt nhân họ sẽ không bao giờ có khả năng để trốn tránh trách nhiệm nếu họ sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên thậm chí là trong tình huống nhẹ nhàng nhất thì chắc chắn chắc chắn chắc chắn thế giới sẽ không bao giờ tha thứ cho họ vâng lại một người không học lịch sử mà làm tổng thống rồi Vậy là người ta đã quên rằng đã có những quả bom mà không những một quả và hai quả đã ném đầu tiên ở Nhật Bản cách đây gần 100 năm, đúng không ạ? Vâng, tôi bắt đầu thích các quan chức của châu Âu rồi đồng thời trong ngày thì người đứng đầu của cơ quan đối ngoại châu âu bằng ông xyz thì đó ông đã nói rằng là mặc dù là tổng thống putin đã đưa ra những lời cảnh báo có thể nói rất nặng nề thế nhưng mà nó sẽ không làm thay đổi cái lập trường của quan chức châu âu trong việc tiếp tục ủng hộ ukraine trong cuộc chiến chống lại người nga Vâng, đó là toàn cảnh của những thứ mà xung quanh và cái chuyến đang không phải chuyến mà cái sự kiện là tổng thống Nga đã đề xuất chính sách hạt nhân mới trong bối cảnh địa chính trị mới đang leo càng căng thẳng. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nước Mỹ ngày hôm nay thì một trong những cái sự kiện khá quan trọng đó là tổng thống Donald Trump đã khoe và ông đã khoe cái uh, lá thư đến từ uh, phó đại sứ của nước Mỹ uh, của Ukraine tại nước Mỹ uh, trong đó uh, ông đã đề xuất rằng là tổng thống Zelensky muốn gặp Donald Trump điều này đã bác bỏ đi những thông tin rằng là trước đây người ta đã đồn đại uh, ngày hôm qua rằng là ông Zelensky đã từ chối không gặp ông Donald Trump Đấy, bởi vì là đại khái như ông không có kỳ vọng quá nhiều về một cuộc gặp với nhà lãnh cựu như tổng thống nước Mỹ à, và trước đó thì hai người đã từng uh, khẩu chiến rất là dữ dội đúng không ạ? À, khẩu chiến như thế nào quý vị cũng đã có những thông tin đầu tiên thì ông Donald Trump nói rằng là uh, ông trên đường ông Zelensky đến thì ông đã nói ngay rằng ông Zelensky là một cái người bán hàng vĩ đại đúng không ạ? À, mà cứ mỗi lần ông ấy đến thì ông đều mang về 60 tỷ đô la đấy đại loại như vậy và chúng ta cũng không biết ông ấy làm cái gì và cơ bản là ông ấy không thể chiến thắng trong một cuộc chiến rồi trước đó thì ông donald trump đã nói rất nhiều những cái lời có thể nói rằng là rất khó chấp nhận đối với ông zelensky đúng không ạ nhưng mà đó cũng là cái chuyện khá lâu rồi cái câu chuyện là khi ông zelensky đến nước mỹ thì chúng ta thấy rằng là uh, ông ấy mới nói câu đấy với ông zelensky rồi ông zelensky thì nói rằng là Uh, tôi nghĩ rằng ông donald trump không biết cách để kết thúc cuộc chiến thậm chí ông còn chẳng biết cách để mà suy nghĩ về việc đó như thế nào rồi sau đó thì hai bên còn tiếp tục uh, đi xa hơn trong những câu lời qua tiếng lại và thậm chí đến cả con của donald trump cũng vào cuộc để có những câu nói rất là đại khái uh, như kiểu là muốn từ mặt nhau với lại ông zelensky thế nhưng mà chúng ta không ngờ rằng là ngày hôm nay thì ông zelensky đã phát đi một cái tín hiệu thông qua đại sứ của mình phó đại sứ của mình còn đại sứ có khi là dễ bị nghỉ việc vì hôm qua thì hạ viện mỹ đã yêu cầu ông Zelensky phải sa thải ngay cái người đó bởi vì tổ chức cái chuyến đi thăm của ông đến cái nhà máy rồi phát biểu ủng hộ đảng dân chủ và đây là một lá thư mà buổi sáng nay thì tôi đã đọc trong chương trình bình luận diễn biến chiến sự rồi tôi sẽ đọc lại trong chương trình này một cách nhanh chóng à, gửi ngài donan và tôi hy vọng rằng ông đang rất khỏe Tôi nhớ về cuộc gọi gần đây của chúng ta Là một cuộc gọi rất là bổ ích Tất cả chúng tôi ở Ukraine Đều muốn kết thúc cuộc chiến này Với một cái nền hòa bình công bằng Và chúng tôi biết rằng không có người Mỹ Thì chắc chắn là không thể đạt được điều đó Đấy là lý do mà chúng ta đã cố gắng rất nhiều Để hiểu biết về nhau tốt hơn Và luôn duy trì Sự liên lạc giữa tôi và ông Những ngày trước đây Thì tôi đã yêu cầu một cuộc gặp với ngài Và tôi muốn nghe À, trực tiếp về những suy nghĩ của ngài không qua bất kỳ một ai khác ngài biết đấy tôi luôn nói với một cái sự tôn trọng tuyệt đối à, tất cả những gì liên quan tới ngài và những gì à, và đó chính là cách tôi lên làm và và quý vị cũng còn nhớ rằng là hai người vừa có khẩu chiến sao nhưng mà ông ấy vẫn dành cho donald trump một sự kính trọng tuyệt đối à, trong cái chuyện nói năng à, thứ sáu này tôi sẽ có mặt ở new york và chắc chắn đó là một thời gian sẽ rất tốt để chúng ta có thể gặp nhau tôi tin rằng uh, điều này rất quan trọng chúng ta sẽ gặp nhau trên cơ sở liên lạc cá nhân và hiểu biết nhau đến mức độ 100%. trăm uh, hãy cho tôi biết rằng ngài có mặt trong thành phố tại thời điểm đó tôi rất muốn cuộc gặp của chúng ta xảy ra trong một phần nỗ lực của chúng ta để giúp chúng tôi kết thúc cuộc chiến này theo một cách công bằng một cách chân thành, Volodymyr. À, trong cái lá thư này nếu mà quý vị để ý về những cái vấn đề ngoại giao ấy thì ông Zelensky đã ký tên mình là Volodymyr và ông gọi Donald Trump là Donan. Có nghĩa là đây là không phải là trên quan hệ chính thức quý vị nhé, không phải là nghiêm túc, nghiêm trọng mà đây là quan hệ thân tình thì người ta mới gọi cái 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 cái, cái tên của nhau đấy. Chứ còn là nếu không thì người ta phải gọi là ông Trump. Ngài Trump, chứ không được gọi là Donald. Thực ra tôi dịch ngài là hơi quá. Thực ra Donald có nghĩa là chống không? Đấy, Donald thân mến, ấy, kiểu như vậy. Thông tin sau đó thì người ta cho biết rằng là ông Donald Trump đã đồng ý để gặp mặt trực tiếp với lại ông Zelensky tại tòa Trump Tower tại thành phố New York. Chứ không phải là tại cái khu vực MAGA ở Florida, nơi mà ông Zelensky... À, có vẻ như đã từ chối đến bởi vì sợ rằng ông sẽ trở thành một lần nữa ủng hộ cho Đảng Cộng hòa chống lại Đảng dân chủ, tức là vận động cho Đảng Cộng hòa. Khi mà hôm qua thì ông đã có mặt tại cái bang Pennsylvania mà khiến cho Đảng Cộng hòa rất bức xúc bởi vì cái bang đó thì nó lại không phải là bang thuộc về đảng nào, nó là một cái bang mà trên bờ rào, tức là nó thấy bên nào hay thì nó hóng hớt theo cái bên đó. Cho nên là nó rất là quan trọng khi mà người ta có ai tác động vào cái bang đó và cũng trở thành một trong những cái bang có thể nói là đấu trí, nó cân não giữa hai đảng với nhau. Thì việc ông Zelensky đến đó đã khiến cho đảng Cộng Hòa họ rất bức xúc bởi vì ông ấy đã có những cái lời khá tốt đẹp dành cho bà Kamala Harris và ông Joe Biden. Đồng thời là cũng đại khái là có những cái sự bóng gió về ông Donald Trump một cách không tích cực cho lắm thì ngày ngày hôm nay tại thời điểm này có lẽ rằng hai người bọn họ đang gặp nhau ở tòa tháp đó rồi à, 9 giờ 45 tại tòa tháp Trump Tower. Donald Trump nói rằng là tôi sẽ xem là chuyện gì có thể xảy ra. Tôi tin rằng là tôi có khả năng gặp ông ấy. Tuy nhiên thì chúng ta thấy một cái hành động khá là đại khái là hiếu thắng của ông Donald Trump khi mà cái lá thư kia ấy, thì nó mang tính chất khá là thân tình và bí mật và có vẻ như nó có một cái sự thỉnh cầu đến từ ông Zelensky. Nó ngược lại với những gì mà người ta nghĩ. Thì Donald Trump lại lấy lá thư cơ bí mật đó để mà đăng lên cái trang mạng xã hội của ông về cái việc đó. Và chắc chắn việc đấy cũng không khiến cho ông Zelensky hài lòng tí nào. Điều đáng nói thì thực tế là trong chuyến đi thăm của ông Zelensky đã đến Mỹ để ông ấy trình bày kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Joe Biden À, thế nhưng mà sau đó thì ông đã gặp cả bà Harris thì đương nhiên không có gì thay đổi thế nhưng mà ông ấy biết rằng ông ấy sẽ gặp ông donald trump à, tuy nhiên thì trước khi gặp donald trump thì ông lại vướng vào một cái cuộc khẩu chiến à, khá là dữ dội đúng không ạ khá là đại khái là khá nặng nề đối với lại một cái người vốn đã là cựu tổng thống mỹ và có khả năng trở thành cựu tổng thống mỹ và là người ông ấy chuẩn bị gặp và tất nhiên cũng là một người rất là quan trọng, thì đó là một cái điều rất khó hiểu đối với ông Zelensky. Ngoài cái công kích về Donald Trump, thì ông Zelensky cũng đã công kích thẳng vào ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho chức phó tổng thống j d Vance, nói rằng ông j d Vance là một người quá cấp tiến và quá cực đoạt. Còn tình hình ở Trung Đông, thì ngày hôm nay chúng ta bắt đầu nhìn thấy những cái tên lửa của Houthi bắn tên lửa siêu thanh về khu vực thủ đô Tel Aviv nhưng có vẻ là hệ thống phòng không ở thủ đô rất mạnh cho nên họ đã bắn chặn theo thông tin của Israel thì họ đã bắn chặn cái tên lửa của Houthi rồi sau đó cả Hezbollah và Houthi cùng tấn công tên lửa vào các khu vực Hai pha uh, Nam uh, và cả Tel Aviv nữa đấy và cũng có những cái vụ đã xâm nhập qua hệ thống phòng không và tiếp tới mặt đất phát nổ và gây thương vong khá nhiều nhìn chung thì mình cũng không muốn đi sâu vào thương vong nữa. đúng không ạ? ở phía Ly băng thì ngày hôm nay họ nói rằng là bộ y tế họ nói là thêm 70 người khác bị thiệt mạng nữa, một con số rất lớn. còn Israel thì không có tiết lộ là bao nhiêu, nhưng đại khái số lượng người bị thương cũng khá nhiều, còn không biết là vong thì bao nhiêu. còn đến ngày hôm nay thì uh, ông thủ tướng Netanyahu của Israel đã tuyên bố là ông đã ủy nhiệm cho quân đội Israel tiến hành những hoạt động uh, bổ sung. Đấy, chiến dịch bổ sung ở Liban như vậy thì không biết rằng cái từ bổ sung là nó mang tính chất là họ sẽ đánh thật hay là đánh đùa à, và đại khái là như vậy. Còn đây là chúng ta nhìn này những hình ảnh ở thủ đô Tel Aviv này là những cái hứng chịu những cái mưa tên lửa đến từ các bên nhìn chung là nó rất là dày đặc thế nhưng mà chúng ta cũng không biết rằng là nó có tiếp được đất hay không hay là bị bắn hạ hết. Đặc biệt ngày hôm nay thì phía Houthi họ đã tấn công khá nhiều. Một cái ngày mà sau khi họ tấn công vào thì họ định lên có những phát biểu lớn lao gì đó Nhưng mà sau đó họ đã hoãn lại Có lẽ rằng là cái đợt này thì thi tấn công vào thẳng thủ đô Tel Aviv đã không thành công như đợt trước Và tất nhiên đây là tôi đoán thôi quý vị ạ à, Còn ở khu vực Trung Đông khác, ở Iran thì... À, tổng thống donald trump vẫn tiếp tục uh, gây sức ép và ngày hôm nay thì bồi thẩm đoàn của bang nào đó đã ra một cái phán quyết là tìm thấy nhiều cái vụ uh, uh, tấn công của iran liên quan tới việc hack, đúng là xâm nhập vào cái chiến dịch bầu cử của donald trump và một cái kịch bản rất là cũ lặp lại đúng không ạ? giống như kiểu là người nga đã xâm nhập vào cuộc bầu cử của uh, chiến dịch bầu cử của đảng dân chủ. Vâng, chúng ta sẽ kết thúc cái phần bản tin và phân tích bản tin để đến với lại thông tin liên quan tới... À không, liên quan tới cái vụ trả lời câu hỏi địa chính trị, giao lưu câu hỏi địa chính trị cùng quý vị. Vâng, tôi muốn kết thúc bằng bài phát biểu của ông Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo. Ông nói rằng là ở Gaza đã có tới 15.000 người cần chân tay giả 15.000 người cần chân tay giả có nghĩa rằng là trước đây người ta nói rằng tổn thất ở đấy thấp lắm. Theo phương Tây, thế nhưng mà bây giờ chỉ có 10 riêng số lượng người cần chân tay giả trong cái vụ vừa rồi đã lên tới 15.000 người thì đủ hiểu rằng là cái mức độ hủy diệt và tổn thất ở đấy nó khủng khiếp như thế nào. Trong đó thì ông nói rằng là có tới 10.000 trẻ em là nạn nhân. 10.000 trẻ em cần chân tay giả Tuy nhiên thì điều mà tôi sốc đó là ông đã kết thúc bằng câu là thế còn cái nhân tính, cái nhân văn, cái nhân đạo của loài người chúng ta đâu hết cả rồi. Và đặc biệt là ông đã phát biểu với một cái thái độ cứ làm như là không biết gì, đúng không ạ? Rất đáng ngại Và tôi cũng chỉ biết rằng là nếu ông hỏi tôi Thì tôi biết hỏi ai Đúng không ạ? Châu Âu cũng không thể nào đứng ngoài tất cả những cái việc này, đúng không ạ? Với lại Liên minh châu Âu thì họ luôn muốn tách rời khỏi Israel, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là họ cũng là những người mà đứng đằng sau ở mức độ nào đó. Và những cái sự phản đối nó chỉ mang tính chất đại bôi và chiếu lệ cho qua mà thôi. Để bây giờ một trong những nước quan trọng hàng đầu ở châu Âu nói rằng là đâu là cái đạo đức của xã hội, đâu là nhân văn của xã hội. Thế nhưng chỉ mỗi cái việc là phản đối, đúng không ạ? Lên án thì họ không làm được. Và bây giờ họ lên Hội đồng Liên Hợp Quốc để họ hỏi một cái câu mà tất cả đều biết câu trả lời nhưng không ai có dám trả lời. Mà nếu mà trả lời thì có thể trả lời theo kiểu Việt Nam. Đấy là ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Và còn đây mới là thông tin uh, sốc độc lạ để kết thúc. Israel nói rằng nước Mỹ sẽ chi 8,7 tỷ đô la tiền viện trợ quân sự trong những ngày tới. Và nước Mỹ sẽ tiếp tục trang bị cho Israel để tiến hành cuộc xung đột ở Liban. Ngược lại với lại tuyên bố cách đây đúng một ngày của chính phủ Mỹ nói rằng trong trường hợp Israel mà tiến hành tấn công vào Liban thì nước Mỹ sẽ không ủng hộ uh, quân sự. Vâng, vâng nhưng mà tất nhiên người ta nói thế thôi. chứ còn 1 tỷ đô la đúng không ạ? Nó là 10 con số mà, nó là 10 con số và nó không chỉ là 1 tỷ mà nó là nhiều tỷ, cũng rất khó để có thể cưỡng lại những con số như vậy. Vâng, chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong câu hỏi địa chính trị ngay sau đây. Vâng, những câu hỏi rất thú vị liên quan tới những phong trào truyền thông bài Trung Quốc, bài Nga ở chính trường nước Mỹ. Bất chấp những sự phụ thuộc về chính trị, kinh tế vào Trung Quốc của nước Mỹ. Rồi là các câu hỏi tại sao các hãng truyền thông Mỹ lại dễ dàng bị uh, thao túng như vậy, vân 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 vân. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ có một vài những câu hỏi liên quan tới chuyện uh, tuyên truyền đúng không ạ? Câu hỏi nói rằng là bắt đầu từ khi nào uhm, đối với lại nga thì uh, chúng ta thấy rằng là nga là một cái, hey, cái, cái 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 gọi là mình gọi là kết quả đúng không ạ của cái việc liên xô uh, sụp đổ. Khi liên xô sụp đổ thì thực tế mà nước nói thì nước nga cũng hướng về phương tây. Cho nên vào thời điểm đó trung quốc thì cũng chưa thực sự mạnh. Uh, NATO và phương Tây thực sự lúc bấy giờ không có đối thủ đúng không ạ? Cần thề kể cả cái lúc mà Liên Xô chưa sụp đổ ấy, những cái năm cuối cùng của Liên Xô thì cũng không còn gây một cái đe dọa đáng kể nào về vấn đề kinh tế xã hội với phương Tây nữa. Nhất là lúc bấy giờ thì cái thế của phương Tây họ đang lên là rất cao. Thế nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ thì chúng ta biết rằng là Nga là người kế thừa đúng không ạ? Ngoài những cái việc là nước Nga có những thứ mà người ta thèm khát thì kể cả không có cái đấy thôi thì chúng ta cũng thấy một điều rằng là để cho người Mỹ có thể duy trì được một cái sự gọi là bá chủ võ lâm, minh chủ võ lâm thì phải có kẻ thù. Đúng không ạ? Chúng ta nhớ rằng là chúng ta xem phim trưởng ấy là đại hội quần hùng nó chỉ họp khi mà giang hồ nó có loạn thôi. Nó có kẻ thù đến từ đâu đó ngoài Trung Nguyên từ phương bắc từ tây vực hay cái gì đó trong phim trưởng đúng không, quý vị nó cũng nói ra một cái nguyên tắc của cuộc sống thôi có nghĩa rằng là phải có cường địch thì cái cái ngôi vị võ lâm minh chủ đấy nó mới được gọi là trọng vọng còn cái chuyện trọng vọng thì có nghĩa rằng nó là cái chuyện uh, nato nó là cái chuyện uh, ngân sách mua vũ khí đúng không, quý vị là đại khái là tạo ra các cuộc xung đột cho nên mình không cần nói nhiều bởi vì mình nói quá nhiều về việc này và như vậy thì người ta cần một kẻ thù và một kẻ thù đó thì cũng chẳng ai khác được. Nói chung nước Nga thì cũng bất đắc dĩ bởi vì lúc bấy giờ thì sau khi Liên Xô sụp đổ nước Nga cũng chẳng còn cái gì đúng không ạ? Hay nói đúng hơn họ không thể thu thập được cái nguồn lực của họ để trở thành một cái kẻ thù xứng tầm. À, thế nhưng cuối cùng họ vẫn được lựa chọn ra để trở thành kẻ thù của phương Tây. Và tất nhiên là để mà làm kẻ thù thì vốn nước Nga cũng đâu phải kẻ thù của phương Tây đâu. Họ đang hướng về phương Tây mà. Thì như vậy là phải tổ chức truyền thông để mà biến họ thành kẻ thù thôi, đúng không ạ? Thì cho thấy là cái thời điểm mà đặc biệt là sau khi mà Putin lên cầm quyền thì chúng ta thấy rằng là nước Nga đã có một cái sự hồi sinh đáng kể và có thể nói là va chạm tới những ảnh hưởng của phương Tây và thách thức phương Tây khá nhiều, đặc biệt là những cái thời điểm năm 2000 mấy đúng không, quý vị. Và nước Nga đã bắt đầu nó hết loạn, nó có những dấu hiệu trỗi dậy trông thấy. Thế thì cái câu như vận chuyện như vậy rõ ràng là người ta sẽ phải nhắm vào Nga rồi. Đặc biệt là người như Putin đã được lòng dân hết mực như vậy thì rõ ràng là người ta không thích tí nào. Người ta thích những người lãnh đạo ở nước nào thì nước nhưng mà càng là nước mà họ không thích thì những nhà lãnh đạo đấy phải là những cái đạo yếu đuối. Đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta đã thấy rằng họ thích những người như là Ensin, Gokbachov, vân vân đấy là về vấn đề nước nga có nghĩa là vấn đề nước nga thì nó là một cái hoàn cảnh nó rất khác nhưng mà đến về vung chúa trung quốc thì nó không còn là như thế nữa vấn đề trung quốc thì chúng ta thấy rằng là thực sự trung quốc là một cái đối thủ có thể nói là xứng tầm với lại nước mỹ đúng không ạ bởi vì nói dù sao dù trung quốc là một quốc gia có bề dày hàng ngàn năm lịch sử họ chia năm xẻ bảy rồi cuối cùng họ vẫn còn tồn tại ở đó và cái nền kinh tế của họ nói chung là nó 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 dựa vào cái nền công nghiệp nó rất là chắc chứ nó không phải là cái kinh tế của nga ấy, thì cái sức mạnh của nga nó xoay quanh các cái vấn đề liên quan tới năng lượng bán năng lượng và 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 cái vũ khí hạt nhân đúng ạ thế nhưng mà trung quốc thì nó là kinh tế mà kinh tế nó dựa vào công nghiệp mà kể cả xuất khẩu nó có nghĩa là tiền có và uh, khỏe đúng ạ vừa khỏe vừa mạnh và vừa giàu có và nó lại có những cái hệ thống con đường vành đai, chuỗi ngọc, chuỗi đảo gì đó. Đại khái nó có đủ thứ, có đồ chơi. Nó chả kém gì Mỹ cả. Cho nên là rõ ràng, vào cái thời điểm cách đây 10-15 năm, thì nước Mỹ chợt nhận ra là Trung Quốc mới là cái đối thủ xứng tầm của họ. Ngay lập tức thì nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama, ông ấy đã có một cái cú quay xe cực gấp đó là lôi toàn bộ những cái sự tập trung của nước Mỹ ở khu vực châu Âu để quay ngược trở về cái khu vực Trung Quốc để kìm chế Trung Quốc đúng không ạ đấy chúng ta đã nhìn thấy làm gì thì làm chúng ta vẫn cũng không nhớ không quên được cái thời điểm mà cuối nhiệm kỳ đầu và đầu nhiệm kỳ 2 là ông Obama đã hối hả để làm cái điều đó thế nhưng thời điểm đấy là thời điểm nước Mỹ nhận ra đã muộn chưa quá muộn nhưng đã muộn bởi vì tại sao không chỉ thời điểm đấy là Trung Quốc trỗi dậy mà thời điểm đấy cách đây khoảng 10 năm, hơn 10 năm, nước Mỹ tự ý thức được là quyền lực của họ đang suy sụp dần. Đấy. Tại sao họ suy sụp? Là bởi vì cái sự trỗi dậy của những cái thế giới ngầm. Đúng không ạ? Thì thế giới ngầm thì mình nói đơn giản như thế này. Nó cũng giống như là chúng ta nói là tại sao một cái quốc gia suy yếu là bởi vì nó có quá nhiều tham nhũng. Tham nhũng ở cái cấp cao, ở các tập đoàn lớn. Đúng không ạ? Cái từ tham nhũng ấy là cái từ nó gọi là cái thối nát, thối giữa ở bên trong. Đấy, chúng ta nhớ là như vậy Thì những cái tập đoàn ở thế giới ngầm ấy Thì nó tương tự nó như vậy Và thậm chí nó còn hơn Bởi vì nó không chỉ là nó tham nhũng để vì lợi lộc Mà nó còn có thể thâu tóm quyền lực nữa Đúng không ạ? Nó giống như cái thời hoạn quan Của những cái thời thâm cung bí sử ngày xưa ấy Nó thao túng hết toàn bộ quyền lực của nhà vua và đất nước Đúng không, quý vị? Cho nên là nước Mỹ đã hiểu một điều rằng họ đã không còn có khả năng để mà lấy lại quyền lực được bởi vì tại sao? Bởi vì là nó giống như là một cái đất nước của họ sống dựa vào một cái cái nền chính trị của họ sống dựa vào cái hệ thống vận động hành lang. Vận động hành lang thì đến từ đâu? Thì đến tiền đến từ các nhà tài phiệt chứ ở đâu? Đúng không ạ? Cho nên là mỗi một chính phủ lên ý thức được điều đấy thì người họ đã quá muộn rồi bởi vì họ lên là bởi vì là chính cái vận động hành lang và chính nhà nhà tài phiệt cơ mà thì có nghĩa làm sao họ có thể quay lại để họ nhổ cỏ được cái đó. Đúng quý vị, mỗi một người lên là kết quả của việc đấy rồi, có nghĩa rằng là họ là cái, cái cái kết quả rồi, thì họ không thể nào đào chiều được cái nguyên nhân nữa. Đúng quý vị. Cho nên là chúng ta thấy một điểm rằng là nước Mỹ đã nhận ra họ đã quá muộn để mà có thể gọi là cạnh tranh sòng phẳng với Trung Quốc. Và cách duy nhất để mà họ có thể cạnh tranh với Trung Quốc để duy trì vị trí đó là họ quay sang để mà họ ném đá đúng không ạ vào đường đua của Trung Quốc mà thôi chứ còn bây giờ họ cố chạy nhanh thì không chạy nữa rồi vì họ đã ăn quá nhiều đồ ăn nhanh rồi cho nên là từ thời điểm đấy trở đi thì chúng ta thấy một điểm rằng là gì Trung Quốc và nga thay nhau trở thành những cái con quỷ đúng không ạ những con quỷ trong cái giới truyền thông trong cái luận điệu truyền thông của những người nói tiếng anh là nào là chuyện tân cương rồi là cái chuyện thâm cung bí sử gì liên quan tới gọi là pháp luân công rồi cái gì đó đúng không ạ kể cả cái vấn đề thiên an môn vân vân được dựng lại hết lôi lại hết rồi hết ông trung quốc thì lại đến ông nga tất cả đều xoay quanh vấn đề một là bầu cử đúng không, quý vị một là bầu cử hai là các cái sự kiện lớn liên quan tới như chiến cuộc ukraine Đấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là tất cả những cái điều đó được đưa ra, uh, có thể nói rằng tấn công dồn rập trên không gian truyền thông. Để mà uh, tiếp tục viện trợ cho Ukraine thì phải nói rằng Nga là một con quỷ, đúng không ạ? Đấy, và có những cuộc chiến tranh kinh tế với Trung Quốc thì phải nói rằng Trung Quốc là một con quỷ. Vâng, tôi nói con quỷ, cái ý nghĩa là nó là những thế lực gọi mình gọi là cái gì đấy, uh, cái nhân vật phản diện đấy, đúng không ạ? cũng giống như trong mình nhân tiện mình nói nhân vật phản diện ấy trong phim Hollywood chúng ta thường thấy ấy, đa số là các ông người nga đúng không, quý vị toàn là nga thôi rồi sau này thỉnh thoảng có tí mấy ông Triều Tiên mấy ông Iran và nhưng cơ bản là đều mấy ông người nga thậm chí đến cái phim mà phim gì ngày tận thế tận thiết gì ấy, Apollo 13 gì ấy mà nó lên để mà nó có một cái thiên thạch bay về trái đất nhá à, phim đấy là phim của cái tay gì đóng 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 Batman nhỉ tôi quên mất tên rồi Thiên thạch bay về trái đất, các bối bay lên thiên thạch để các bối khoan xuống cái thiên thạch đấy nhét quả bom nguyên tử vào nổ. Đấy. Thế nhưng mà lên trên đấy thì bắt đầu lại rút súng ra dọa nhau bởi vì vấn đề là chúng ta cần làm một cái gì đó để giải quyết các vấn đề Nga đang đe dọa thế giới. Đấy, đại khái là như vậy. Rồi một cái phim cũng tương tự như vậy là cái lõi của trái đất nó bị uh... À, bị 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 kiểu như nó bị từ trường nó bị chạch trước thì nó chạy nó nó làm sao đấy hết cuối cùng là các ông ấy đào một cái đoàn tàu để ông phi vào lõi trái đất tất nhiên là toàn phim bom tấn thôi vào lõi trái đất xong thì đến khi chuẩn bị kích nổ vũ khí hạt nhân để mà làm cho cái lõi trái đất đấy nó ổn định trở lại đại loại là như vậy thì lại nghĩ lại bắt đầu có cái kịch bản xuất hiện rút súng chĩa vào nhau nó nói rằng là đây là những thứ liên quan tới vấn đề nga định hủy diệt trái đất và lại tèn tèn tèn. Đại khái là trong tất cả những cái mọi thứ đấy thì nó đều nhắm tới cái việc là có nó 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 làm cho người Nga trở thành một cái nhân vật phản diện và có một cái thời gian quý vị để ý mà xem. Chúng ta xem phim Hollywood nào thì cuối cùng những cái nhân vật phản diện nó đều liên quan đến nước Nga và người Nga. Từ 007, đúng ạ, à, cho đến thậm chí cả Transformer, phim viễn tưởng, cho tới những cái phim đi vào lòng đất rồi lên mặt trăng, tất tần tật thiên tai địch họa đều có bóng dáng của người Nga. Vậy thì nước Mỹ làm như vậy để làm gì? Để mà họ hướng họ hướng cái dư luận của mình ra bên ngoài. Thực ra mà nói, ấy, nếu mà cái nền chính trị, ấy, chúng ta biết rằng ngày xưa chính trị nước Mỹ người ta nhắm vào bên trong rất nhiều. Đúng không ạ? Và đấy mới là cái quan trọng. Thế nhưng mà vì những cái vấn đề như vậy cho nên họ đã hướng cái dư luận ra phía ngoài để quên đi những cái vấn đề ở bên trong chúng ta cứ để ý mà xem đúng không ạ không đâu nhiều bằng cái việc là những người mà lên trên mạng ấy ví dụ như trên kênh của tôi hay comment để chê bai các thứ ấy thì có nghĩa là cái cuộc đời của người ta nó có rất nhiều cái vấn đề cho nên người ta luôn đi người ta chê trách moi móc các thứ vân vân để mà tự du ngủ chính mình quên đi những cái nỗi đau và những cái vấn đề của chính mình đúng không ạ và không chỉ như thế ở chỗ nào cũng như vậy trên cuộc đời chúng ta cứ nhìn thấy cái đứa nào mà hơi tí nó phán xét và chê trách người khác y như rằng là cuộc đời nó có rất nhiều vấn đề và bây giờ người Mỹ từ đó, đúng không ạ, Trung, nước Nga thì đã mấy chục năm nay rồi, Trung Quốc thì 10-15 năm. Và nếu như một ngày nào đó truyền thông mà ngừng lại để mà phát những cái đó, thì người ta sẽ kéo đến thủ đô Washington, người ta sẽ ăn thịt, ăn sống, ăn tươi, nuốt sống cái giới chính trị già. Và tôi nói mang tính chất hình tượng, tức là đến một ngày nào đó, đúng không ạ, mọi thứ nó bung bét lên thì chắc chắn nó sẽ có chuyện như vậy còn uh, trong chính trường nước mỹ thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là gì đảng dân chủ thì luôn tìm cách để mà biến nước nga trở thành một con quỷ dữ đúng không ạ uh, lúc nào cũng thế còn đảng cộng hòa thì luôn luôn tìm kiếm để làm điều tương tự với lại trung quốc và tất cả nó đều giống nhau ông đã chọn thằng kia rồi thì tôi chọn thằng này và như vậy là cả người dân đúng không ạ thông qua các chiến dịch truyền thông các loại phim ảnh như vậy đấy uh, giới tới giới chính trị gia những người theo đảng này đảng kia đều bị lôi cuốn hết vào những cái uh, mối đe dọa của nước Mỹ là nga và trung quốc và người ta sẽ quên đi cái cơn gọi là cơn 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 chết đói đó là họ muốn ăn tươi nuốt sống cơ đúng không ạ cái giới chính trị già và tất nhiên tất cả những cái điều này nó có giá của nó đúng không ạ cái giá của nó thì nó liên quan đến câu hỏi tiếp theo đó là tại sao các hãng truyền thông lừng danh mà lại có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy thì tất nhiên ngoài chúng ta để ý mà xem những người như Mark Zuckerberg là những người rất giàu có hay là Larry Page, Sergey Brin là ông chủ của Google. Bản thân những người đấy thì có người là gốc Nga, có người thì gốc Do Thái, đúng không ạ? Rồi đến Elon Musk, một cái người mà theo phe Trump, nhưng mà thực tế mà nói chúng ta cũng thấy là ông ta lụy rất nhiều. Những cái người đấy là những người siêu khổng lồ trong giới truyền thông, tất nhiên là truyền thông xã hội. Còn không cưỡng được thì làm sao mấy cái đài báo như là mấy cái đài CNN, CNBC có thể cưỡng lại được? Đúng quý vị. Đó là các công ty kia là công ty hàng trăm tỷ đô cơ mà. Thế nhưng chúng ta hãy để ý mà xem. Chúng ta hãy để ý rằng là nếu tôi nói cách đây khoảng 15 năm, những cái, hoặc là 20 năm, những cái đài như CNN ấy thì như tôi chẳng hạn thì tôi xem hàng ngày. Bởi vì là lúc bấy giờ cái chất lượng báo chí của cái đài đấy nó còn ở mức độ rất là cao đúng không ạ nó từ trước đến nay thì người ta luôn muốn tìm cách để người ta gây ảnh hưởng nhưng mà chỉ là gây ảnh hưởng thôi đúng không ạ thế nhưng mà về sau này những cái luận điệu nó đã xuống rất thấp rồi tức là cái gây ảnh hưởng nó không còn tác dụng nữa và đối thủ của họ sẵn sàng cũng chi tiền để gây ảnh hưởng cho nên là cuối cùng thì người ta đã mua đất luôn đúng không ạ muốn đứt luôn và bây giờ nếu quý vị để ý chẳng hạn như chỉ trong thời gian ngắn vừa rồi tỷ phú George Soros đã bỏ tiền ra mua 100 cái đài radio cái kênh radio thì chúng ta thấy tưởng tượng là ông ta bỏ tiền ra để mua điều đấy là một cách nó dễ dàng như thế nào đúng không tại sao ông lại phải mua đến 100 kênh radio trước thềm của bầu cử của đảng dân chủ đúng không thế thì cái đài CNN trải qua bao nhiêu đời như làm sao mà nó phải tồn tại được với cái sức ép khủng khiếp đến từ các nhà tài phiệt như vậy và mình không có nói ngoa từ cái ngày mà CNN là một cái đài số 1 của thế giới thì giả sử bây giờ cái điểm của họ là 100 điểm thì bây giờ nó chỉ còn khoảng độ hơn 20%, hơn 20 điểm mà thôi. Có nghĩa nó đã mất đi 80% cái rating, cái tỷ lệ ủng hộ đấy. Mà các cái đài báo nó là luôn làm cái phong vũ biểu ấy. Thì chúng ta thấy rằng đấy là cái giá phải trả. Đúng ạ. Tại sao? Quý vị để ý là một cái đài như CNN, nó cái thời nó đỉnh cao, nó là cái đẳng cấp tiêu chuẩn của báo chí thậm chí nó nói ra những cái việc mà chính phủ Mỹ cũng phải xấu hổ chứ chưa nói chính phủ các nước khác nữa, đúng không ạ? Có nghĩa là nó rất là chân thực, nó rất là lì lợm và nó rất là cập nhật, đại khái nó là một cái mình gọi nó nó như là một cái tiêu chuẩn của cái ngành báo chí toàn cầu. Thế nhưng mà cuối cùng chúng ta nhìn xem cái đài CNN bây giờ nó có khác gì, nó không khác gì cái Facebook ngày xưa chúng ta lên ấy thì nó rất nhiều thứ chúng ta quan tâm có mặt ở trên đấy, đúng không ạ? Ví dụ mình và mình thích tem thì nó đầy những cái nội dung liên tem thích ô tô thì nó đầy ô tô bây giờ lên thì nó vẫn có nhưng nó chỉ cho mình một tí thôi còn sau đó là bắt đầu nó toàn các cái quảng cáo bán hàng hết đúng không, quý vị thì cái cnn thì nó cũng tương tự như vậy nó chỉ cuối cùng là nó bán nó bán mình cho chính phủ thôi đúng không ạ còn bây giờ nó toàn là đăng những thông tin luận điệu và hai là những thông tin pa còn lại có lẽ là cái nói thật thì cho có lẽ chỉ là được nói thật về vấn đề từ thiện thôi đúng không ạ thực tế nó là như vậy đấy quý vị vậy thì tôi không biết là làm thế nào để các tờ báo dễ dàng như vậy? Nhưng mà tôi nghĩ rằng ấy, ở nước Mỹ người ta có rất nhiều cái cái phương pháp. À, chúng ta đã biết những gì đã xảy ra, đúng không ạ? Những gì đã xảy ra với những người đại khái là à, là chỉ điểm của những hãng Boeing, Boeing như vậy rồi. Đấy. Cho nên là nói thẳng ra, ấy, thì mình đặt hoàn cảnh của mình vào ở một cái đất nước như vậy, mình có cưỡng được đâu, đúng không ạ? Không thể cưỡng được. Đến người như Elon Musk là một người rất khí khái, còn thế đến Donald Trump cũng là một người rất là khí chất nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng ông ấy cũng phải là cũng cũng phải có những cái nhượng bộ thực sự là rất to lớn chẳng qua là cái cách ông thể hiện thì nó ấy thôi còn không ông lụy người này thì ông phải lụy người khác huống chi là cái đài cái đài thì nó lại là một cái công ty cổ phần làm gì dễ hơn cái việc thao túng công ty cổ phần quý vị chỉ cần đơn giản bỏ tiền ra mua cổ đông mà nhất là những cái đài nó cạnh tranh nó đâu còn như ngày xưa nữa thì nó thâu tóm cái đài nó đơn giản không có cái gì mà những cái đài ở mỹ thì nó bị thâu tóm hết rồi tất cả đều nằm trong năm nó gọi là năm cái công ty big media nó thâu tóm hầu hết các đài và cổ đông lớn đằng sau nó đều liên quan tới những cái gì mà hậu thuẫn đảng dân chủ bây giờ vậy thì mình không đi vào chi tiết là tại sao mà các đài nó nó quỳ chúng ta chỉ có thể trả lời dễ dàng là để mà thoát được nó rất là khó, đúng không ạ? Thế còn tôi có thể cung cấp thông tin cụ thể về cái tình trạng đó là cái đài như CNN mà bây giờ nó chỉ còn 20% lại cái uy tín, đúng không ạ? Và cái lượt xem so với cách đây mười mấy năm thì chúng ta đủ hiểu là nó đã xuống cấp như thế nào, đúng không ạ? Tại sao nó xuống cấp? Nó vẫn tồn tại, cơ bản là bởi vì nó không còn là cái đài để làm báo chí nữa. Nó chỉ là một cái cơ quan tuyên truyền nhưng mà tuyên truyền đến mức độ khủng khiếp đến nó chỉ còn 20% thì chúng ta hiểu thế nào đúng không ạ? Thế còn trong đây có một cái câu rất là hay cũng liên quan đến vấn đề này, đó là cái lý do để mà người ta phải cố tạo ra một hình ảnh xấu xí, bôi nhọ Nga Trung ở truyền thông phương Tây. Thì cái này ngoài cái yếu tố mà tôi vừa nói với quý vị nó có một cái yếu tố nó rất là xã hội và đây mới là cái điều mà chính phủ mỹ họ dễ dàng họ làm được những cái điều như vậy chính phủ phương tây ấy chúng ta biết một điều ấy là báo chí ấy thì nó quan tâm tới cái lượt xem đúng không chúng quan trọng nhất của báo chí là lượt xem truyền thông nói chung như vậy kể cả kênh như của chúng tôi cũng là truyền thông chẳng hạn thì cái lượt xem của quý vị nó quan trọng rất nhiều cái sự tồn tại và phát triển của một kênh như vậy thì đối với các cái kênh báo chí thì nó còn như thế hơn rất nhiều những công ty đó nó có cả hàng chục nghìn đúng không ạ hàng chục nghìn nhân viên tức là nó phải có rất nhiều lượt xem thì nó mới có tài trợ nó mới có quảng cáo nói tóm lại là nó cứ có lượt xem thì nó có tiền cho nên là cái việc mà có lượt xem ấy thì nó rất nó quan trọng như vậy vậy thì người ta phải tìm cách để có lượt xem chứ đúng quý vị tại sao nhiều người nói rằng là À, các tờ báo và các kênh lớn ở trong nước hay đăng những kênh là Nga bị thua này nọ vân vân bởi vì họ thừa nhận rằng ấy nếu đăng một cái tiêu đề Nga thua ấy thì cái tỷ lệ xem nó còn gấp 3 lần so với lại Nga thắng bởi vì người ta tò mò đúng không ạ và tất nhiên là rất nhiều người Ukraine ở đang trong cái thế mà họ đang gọi là là ở chiếu dưới thì họ rất thích những cái thông tin kiểu như vậy. Đấy, cho nên cái mục tiêu như vậy chúng ta thấy rằng là đối với lại các cái kiểu truyền thông thì cái việc mà người ta sẽ tìm mọi cách để người ta tăng cái lượng xem. Đúng không ạ? Thế thì nó liên quan gì đến cái chuyện là bài Nga, bài Trung Quốc? Bởi vì chúng ta biết ấy, người phương Tây thế thôi, nhưng mà người phương Tây ấy, nó là nạn nhân của một cái thứ mà họ hay rêu giảng. Đó là cái chủ nghĩa thượng đẳng. Chúng ta cứ để ý mà xem. Ngày hôm qua tôi mới cùng quý vị vừa nói một cái câu rồi. Được. Cuộc chiến diễn ra thì người ta nghĩ rằng là uh, nước Nga với một cái đội quân hạng 2 uh, thế giới trong ngoặc kép, rồi là với những cái nền kinh tế dẹo dã, rồi là Putin phải trốn dưới hầm, rồi là những cái người Nga có cái sắc tộc bông cổ. Đại khái là nó buông ra những cái lời nó rất là khinh thường. Mà nó là ai? Nó là mấy cái nước tích thôi nhưng mà nó còn có cái tư tưởng như vậy thì tôi hỏi quý vị là những người ở phương tây cái suy nghĩ trong cái thượng đẳng nó như nào đúng ạ à. mở miệng ra thì người ta nghĩ rằng nước nga chẳng qua nó chỉ là một cái gì đấy nó là dạng công dân hạng hai một cái quốc gia nghèo nàn đường xá uh, với mấy cái trạm xăng và mấy cái tên lửa hạt nhân cũ kỹ đúng ạ à. thậm chí là người ta còn không thèm mở ra người ta đọc xem có thực như thế hay không mà người ta rất thích để cho báo chí nó quyết định cho là nó đọc thay cho họ Chính vì thế, đấy là một cái cơ hội tuyệt vời để cho báo chí truyền thông bán những cái lượt xem của mình. Đúng không ạ? Đó là họ sẽ đưa những cái tin là về cái sự thấp hèn của người Nga. Sự thấp hèn của những người không phải là người da trắng. Và dẫn tới cái việc là người da trắng người ta rất thích xem. Bởi vì người ta được cổ suý cái tinh thần thượng đẳng ở trong bản năng của con người của họ. Và thứ hai nữa liên quan đến cái vấn đề này thì chúng ta cũng thấy ấy, bản thân những ngành báo chí của phương Tây vì là họ đã bán mình ấy, cho nên là bây giờ như CNN ấy họ không thể sống nhờ được 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 nhờ độc giả nữa bắt buộc họ phải sống nhờ vào sự tài trợ của các công ty và đấy là lý do mà chúng ta sẽ tiếp tục thấy rằng họ không còn cách nào khác buộc phải bán tin đúng không ạ à, ý nói rằng phải đăng những cái tin có lợi cho các tập đoàn công ty tài phiệt nhưng trong câu hỏi này tôi thích thú nhất một cái vấn đề nó liên quan tới cái việc là là các cái thế giới truyền thông của phương Tây đã phối hợp với chính phủ để mà phục vụ những cái người đọc của phương Tây vốn mắc một cái cái hội hội chứng mà hội chứng gọi là mình gọi là hội chứng thượng đẳng đấy đúng không ạ thực sự đấy là một căn bệnh chứ không phải đơn giản đâu người ta không thể nào người ta chữa được căn bệnh đấy bởi vì miệng thì người ta nói rằng là thế giới thì nó là dân chủ đại đồng này nọ đúng không ạ nhưng mà trong thâm căn cố đế phải nói thẳng những người da trắng họ vẫn còn đang rất bám vào trong tiềm thức quý vị nhá mình hỏi là họ có phân biệt chủng tộc không họ sẽ nói là không đúng không ạ à, thế nhưng mà trong cái tiềm thức ấy, tức là cái mà họ không biết ấy, thì họ rất thích nhìn thấy những cái sự huy hoàng vĩ đại của người da trắng và những cái dân tộc màu da khác nó thấp hèn đúng không ạ đấy là cái đến bây giờ nó vẫn còn rất rõ cho nên ấy, kể cả người ukraine hay người baltic thôi người ta đưa ra những cái mỉa mai nói về nga ấy, thì người ta luôn có một cái thứ gắn bó với lại châu á gắn bó với lại mông cổ gắn bó với lại mọi dợ đến từ phương đông chúng ta nhớ đấy là một cái nó là biểu hiện ấy. kể cả mấy ông nước bắc âu cũng vậy khi nói về nga thì luôn là gắn kết cái đó với lại cái quá khứ sắc tộc gì đó để mà hạ thấp người ta Đúng không ạ? Chứ còn nếu mà nó không có cái câu cuối thì mình không dám phán như vậy. Thế nhưng mà nó có, chúng ta nhìn thấy rất rõ rồi, đúng không ạ? Xong rồi các ông ấy đăng hình ảnh Putin thì hay đăng hình ảnh của một cái người chiến binh Mông Cổ ngày xưa ấy. Thì cái mặt để gần Putin nó giống hơn là so với lại Putin so với người ở phương Tây. Tức là người phương Tây thì là chiến binh Viking ăn cướp ngày xưa. Sao nước Nga để cho Ukraine à, làm bẽ mặt Putin nhiều lần đến thế? Vâng, nói chung là, cái này tôi trả lời nhanh quý vị, đúng không ạ? Uh, thực tế mà nói thì trong những cái xã hội mà nó không có cái thực chất ấy, đúng không ạ? Thực tế mà nói thì rất nhiều xã hội như vậy, thì người ta rất hay coi trọng những cái vấn đề là mặt mũi một cách nó phiến diện, đúng không ạ? Nó rất là phiến diện thử hỏi rằng là trong cái cuộc chiến bất kỳ cuộc chiến nào thì người ta có bao giờ chiến thắng bằng mặt mũi hay không đúng không bằng thể diện hay không mà tôi chỉ thấy rằng ấy là trong tất cả các cuộc chiến các giai thoại lịch sử thì những cái người mà có thể uh, kiên trì chịu đựng nhẫn nhục vượt qua những cái sự miệt thị cái coi thường và những cái mà nỗ lực làm nhục của đối thủ thì sau này lại luôn là người cười cuối cùng đúng không, quý vị Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy ví dụ mình không thể lôi những cái ví dụ như là Việt Vương cầu tiễn là một cái ví dụ nó rất là cực đoan về một cái sự nhẫn nhục, nhục nhã đúng không ạ Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng cuối cùng thì ông ấy chiến thắng Thế nhưng đấy cũng là một cái bằng chứng để mà mình nhìn thấy cái nguyên tắc của cuộc sống Đó là cười người hôm trước, hôm sau người cười đúng không ạ Ờ, trong cuộc sống thế chúng ta nhìn thấy đa số những cái người người ta ít nói người ta trầm lắng người ta quan sát người ta hành động và người ta không nói đúng không ạ và người ta không chấp với lại những cái thứ mà người đời theo đuổi những cái thứ danh dự viển vông đúng không ạ mà thực ra nó cũng không phải là danh dự bởi vì nói thẳng ra đây là cái mồm nó ở trên cổ của kẻ thù của mình làm sao mình có thể ngăn cản được kẻ thù của mình nói đúng không ạ và trong đó có cái cả cái việc nói xấu của mình còn cái người khôn ngoan thì người ta biết một điều rằng những người đi nói xấu người khác thì cơ bản là nói xấu chính họ. Với cái người xấu ấy, người ta đi nói xấu với người xấu ấy, thì tất nhiên rằng nếu người xấu thích nghe điều đấy thì bản thân nó là người xấu. Còn nếu cái người xấu đấy đi nói xấu người khác với lại một cái người tốt ấy, thì chắc chắn là người tốt đấy người ta sẽ không nghe. Người ta sẽ nghe với một cái sự nghi hoặc nào đó và rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy là những cái sự thật nó sẽ lòi ra, đúng không ạ? Và khi sự thật lòi ra thì cái người đi nói xấu đấy là cái người hứng chịu nhiều nhất. Thì trong cuộc sống như thế và trong cuộc chiến Ukraine tôi cũng vẫn thấy như vậy. Mặc dù bây giờ chiến cuộc chưa ngã ngũ hết nhưng mà chúng ta đã thấy rằng rất nhiều trường hợp đã như vậy thì tôi cũng không có quá đi vào chi tiết. Nhưng mà chúng ta có thể thấy chính bản thân ông Zelensky là một cái người ví dụ điển hình như vậy, đúng không ạ? Còn ở trên chiến trường chúng ta thử xem thử xem là chiến dịch cốt đã làm bẽ mặt putin như thế nào không chỉ ukraine mà phương tây đúng không ạ thế nhưng mà cuối cùng thì ông zelensky ông phải cay đắng thừa nhận mà vẫn, ông vẫn muốn làm bẽ mặt putin khi ông ấy cay đắng thừa nhận đó là hóa ra putin không hề thương xót người nga chúng ta tấn công vào vùng cốt mà ông ta vẫn tiếp tục tấn công ở vùng porok đúng không ạ đấy trên thực tế mà nói thì kể từ khi chiến dịch cốt xảy ra thì chúng ta thấy rằng là Ukraine đã liên tục mất những cái vùng lãnh thổ quan trọng, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ ai là cái người mà bị tổn hại danh dự, tổn hại danh tiếng nhiều hơn? Và đến cuối cùng thì những cái nụ cười yếu ớt ở vùng cớ nó cũng sẽ được thay bằng những cái sự, những cái tiếng khóc, đúng không, quý vị. Bây giờ không còn cười được nữa rồi. Bây giờ thì chưa khóc nhưng mà thành mếu rồi, đúng không ạ? Và càng để lâu ấy, không làm gì thôi thì mếu dần rồi thành khóc. Cho nên là tôi sẽ không trả lời là tại sao nước Nga để cho Ukraine làm bẽ mặt, đúng không ạ? Bởi vì nó không đáng để mình trả lời, à, nó không ý nói là cái câu, cái 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 nội dung ấy chứ không phải là câu hỏi không đáng. À, bởi nó không đáng ở trong thực tế, đúng không ạ? Bởi vì là cái việc bẽ mặt nó không có giải quyết một vấn đề gì cả. Đấy, ví dụ như cá nhân tôi, tôi nói từ xuất phát từ cá nhân mình thì người ta thích nói thế nào thì nói, người ta thích làm nhục, làm xấu, làm mặt cái gì. Ấy. Quan trọng nhất là mình biết cái giá trị của mình là như nào thì không bao giờ mình cảm thấy nó bị sỉ nhục hay cái gì cả. Đúng không ạ? Quan trọng nhất là cái người nói đấy. Như tôi nói quý vị, nếu mà để người ta nói rằng là những cái người nói xấu về Putin ở phương Tây ấy, đúng không ạ? Hoặc là nói xấu Putin nói chung ấy, thì mình phải hìa tìm hiểu là ai là người nói đó. Cái kẻ xấu mà người ta nói xấu về một người ấy, thì phần lớn là cái đó là cái kẻ xấu. Đúng không, quý vị? Và cái người bị nói đó là phần lớn là kẻ tốt là người tốt cho nên cái câu chuyện rằng là khi người ta mình nghe nói xấu về ai đấy thì mình chỉ xem cái thằng nói nó là thằng nào đã nó là một cái thằng xấu thì mình phải coi chừng đúng không ạ mình phải coi chừng xem là cái nạn nhân đấy phải là người xấu người tốt hay không còn cái người tốt mà người ta nói xấu về người khác thì như vậy là đích thị là cái người bị nói kia là khả năng xấu là cao rồi thế nhưng mà cái kẻ nói đấy mà là người xấu thì phải xem lại rất kỹ Vâng, và như vậy chúng tôi không trả lời và chúng ta chỉ cần đi đến một cái um, thứ nhất là hãy xem chuyện gì xảy ra liên quan tới vùng Kurs và chiến cuộc và uy tín của Tổng thống, đúng không ạ? Uy tín của ông Zelensky đã xuống thấp nhất mọi thời đại, uy tín của Putin cao nhất mọi thời đại. Chiến dịch vùng Kurs không biết có làm cho Putin xấu hổ hay không, nhưng mà đại khái bây giờ nó cũng đến hồi kết rồi và nó trở thành vết thương rất là đau đớn. Còn các khu vực khác thì Nga đã nhân cơ hội đấy để, để tiến chiếm gấp 3-4 lần. Và thứ ba nữa, trong sách dạy về đánh nhau, chưa bao giờ người ta thấy rằng là làm nhục kẻ thù mà có thể chiến thắng được. Đúng không quý vị? Mà thậm chí là cái bên nào mà nó chịu được nhục ấy thì thường nó là cái bên thắng. Mà đấy không phải là chiến trận mà trong cuộc sống nó cũng thế thôi. Có những cái người mà khi bị nhục mạ bởi những lời lẽ của cái, những kẻ trả ra gì hoặc là dư luận ấy, thì sẽ sụp đổ quý vị ạ. Có thật đấy quý vị, rất nhiều người đã sụp đổ, gục ngã. À, thế còn những cái người mạnh mẽ mà thì chính những cái lời sỉ nhục thì nó lại là cái niềm cảm hứng. Phải nói thật như vậy, rất nhiều người người ta cảm thấy nhục và đó là cái niềm cảm hứng, không phải là chỉ lời sỉ nhục mà cái nhục trong thực tế đúng không ạ? Khi mà những cái người sau này tôi thấy nhiều người rất là thành công và và trong hoành tráng ấy thì người ta kể là câu chuyện là ngày xưa bị gái nó sỉ nhục. Quý vị bị gái sỉ nhục và nó chê là nghèo rồi là đen rồi là bẩn rồi là yếu gì như nào đấy. Thế sau đó thì vì cái nhục đấy cho nên là ông ấy quyết tâm phấn đấu. Cho nên là nhục nó là một cái nó không phải là nghe thì nó có vẻ là nó tiêu cực thôi. Nhưng mà nó là một cái động lực để mà vươn lên cho cuộc sống và để chiến thắng trong cuộc sống. Rất quan trọng. Hay nói đúng hơn là các cụ nhà mình nói có mỗi cái chuyện nhục mà không chịu được. Đúng không ạ? Đấy, thậm chí nhiều người là có mỗi cái việc nhục mà không chịu được thì chết đi luôn. Tuy nhiên ấy thì trong cái vấn đề nhục ấy ở Putin thì tôi thấy có một cái điều rằng là đó là một cái sự nhẫn nhục, đúng không ạ? Thế còn mình phải phân biệt cái sự nhẫn nhục và cái nhục nhã, hai cái đó là hai cái nó khác nhau. Nhẫn nhục thì nó là một cái điều khá tích cực, thậm chí là rất tích cực, đúng không ạ? Còn nhục nhã thì nó có khá yếu tố là tiêu cực, đó là mình chấp nhận những cái nhục đó, đúng không ạ? Và nó tiêu cực là yếu đuối. Thế còn nhẫn nhục thì nó là một cái tố chất của những người mạnh mẽ. Nhiều người nói rằng là người Mỹ đã thành công trong việc khiêu khích cuộc chiến Ukraine Nga. Liệu họ có thành công trong chuyện khiêu khích cuộc chiến Trung Quốc và Philippines hay không? Vâng, nếu nói một chuyện lớn như bảo là mình đi tới kết luận là có không thì nó rất khó, đúng không ạ? Nhưng thực tế thì người Mỹ đã rất cố gắng. Họ đã đầu tư cho Philippines rất nhiều tiền. Uh, chúng ta còn nhớ là đâu đấy cách đây vài tháng nữa họ cho hẳn 500 triệu đô la để đại khái là làm cái việc này việc kia một cách cụ thể luôn đúng không quý vị đấy, thì những cái việc đấy đã khiến cho trung quốc rất là nóng mặt thì rõ ràng là họ có cố gắng và chắc chắn đấy chỉ là một phần rất nhỏ thôi trong một cái chiến lược lớn đúng không ạ Thế nhưng mà tôi không có đủ khả năng để tôi trả lời. Tôi chỉ trả lời là thứ nhất, người Mỹ chắc chắn sẽ muốn làm như vậy. Bởi vì là đấy là chính sách chia để trị thôi. Nó rất là thuần túy, đúng không ạ? trong cái bài chia để trị lớn thì nó có một cái bài là phải suối uh, cái con tốt của mình ở gần biên giới kẻ địch tấn công đúng không ạ? đó là một cái nguyên tắc nó rất là bất di bất dịch rồi thì nó không có gì đặc biệt. Thế nhưng nếu mà nói về hoàn cảnh Philippines với lại uh, Trung Quốc thì nó rất khác là nga với ukraine. Chúng ta nhớ rằng là nga với ukraine ấy thì nó có rất nhiều tầng lớp sâu sắc liên quan đến cuộc chiến đấy mà tôi phân tích rất nhiều tầng lớp tôi chỉ nói đến một cái vấn đề nó rất sâu xa ấy. là giá giá như mà ở Ukraine ấy, thì người ta toàn là người Ukraine thôi người ta toàn người bài Nga thôi từ miền Đông cho đến miền Tây thì có lẽ là cũng không, không, không có cuộc chiến này đấy tôi chỉ nói đấy là một yếu tố thôi quý vị nhé thì nó không có cuộc chiến này bởi vì chúng ta thấy rằng là cái cuộc chiến này nó bắt đầu bằng những cái việc là 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 nga hậu thuẫn những người mà thân nga ở vùng biển đông đúng không ạ và người ở vùng miền đông họ đã không chấp nhận cái việc là ukraine quay sang ủng hộ phương tây và đi theo phương tây đúng không ạ rồi sau đó dẫn tới những cái việc abcd bắn qua bắn lại rồi cuối cùng là nga đã tiến hành cái cuộc chiến thì như vậy rõ ràng là cái câu chuyện liên quan tới cái mức độ đồng hóa, đúng không ạ? Cái mức độ đồng hóa sâu sắc của Nga ở Ukraine, ở những cái vùng miền Đông và vùng Đông Nam ấy. Nó là một cái nguyên nhân nó rất là sâu xa để nó dẫn tới cái cuộc chiến này. Rồi nó kết hợp với cái việc là bị khiêu khích, đúng không ạ? Bị đại khái là bị, vâng mình cứ gọi chung nó là bị khiêu khích. Kể cả là Nga có biết được rằng là bị khiêu khích hay không thì họ cũng không thể tránh được cái việc như vậy đúng không ạ một cái đất nước như nga thì không thể nào bây giờ chúng ta thử hình dung họ là một quốc gia mà có cái niềm tự hào về đất nước rất là lớn nó là một trong quốc gia hàng đầu thế giới về cái tự hào về cái văn hóa văn minh nền văn minh về cái sắc tộc về cái tôn giáo của họ thế nhưng bây giờ thì những chuyện diễn ra ở miền đông ngay trước mắt cửa ngõ của họ như thế đúng ạ và đó là những người nói tiếng nga những người thân nga những người trong gia đình anh em của những người nga vân vân như vậy thì chuyện đấy xảy ra như vậy thì nước Nga có thể đứng nhìn mãi như thế được hay không? Đúng không, quý vị. Mà kể cả Nga không có làm thì những người thân Nga, người ta cũng sẽ tiến hành những cái hoạt động mà ly khai. À, nếu không đi mà nếu ly khai như thế thì họ sẽ bị sự đối kháng rất mạnh từ phía kia và cuối cùng nó sẽ dẫn tới những cái cuộc chiến bùng nổ trước sau gì nó cũng bùng nổ thôi cho nên là cái tôi chỉ phân tích mỗi cái đấy thôi còn rất nhiều yếu tố nhé địa chính trị này nọ nhưng mà chỉ cần dựa vào cái nguyên tắc để, yếu tố đấy để mình nói tới chuyện philippines mà thì bởi vì ở nga nó có những cái yếu tố sâu sắc như vậy nó mới dẫn tới cái cuộc chiến này còn nếu như nó không có yếu tố đó thì chưa chắc nó đã diễn tới cái kiểu cuộc chiến như thế này cùng lắm thì nó chỉ diễn ra ở bán đảo crimea rồi hết phim đúng không à. ạ rồi không có nữa và biên giới của ukraine sẽ ở vùng donbass nó sẽ tròn trịa nó vẫn chuẩn chỉnh như là ukraine trước đây đấy thì chúng ta thấy rằng yếu tố sắc tộc nó rất quan trọng yếu tố lịch sử chúng ta cũng thấy rằng là chín tỉnh uk ngày xưa là cái chín tỉnh là của cái đế quốc nga cho nên là dẫn tới cái việc là người dân nga người ta ở đấy nhiều người ta nói nhiều người ta sắc tộc nhiều ở đó đúng không à? ạ người ta cắm cờ thậm chí là cắm cờ đế quốc nga rồi ở bán đảo crimea thì cũng là một cái vùng mà trước đây là của nước nga nhưng mà do ông kutchev tổng bí thư liên xô người ukraine đã tự dưng bàn giao cho ukraine để quản lý có nghĩa là nó có rất nhiều những cái vấn đề trong lịch sử như vậy và vấn đề liên quan đến sắc tộc như vậy thì nó mới có cái cuộc chiến như thế này đúng không ạ vậy thì mình không biết rằng là đấy có phải là những nguyên nhân hoàn toàn hay không nhưng mà nó là rất lớn vậy thì mình sang trung quốc mình nhìn thấy cái việc đó trung quốc với philippines nó có cái việc đó hay không bởi vì mình chỉ có nói dựa trên những cái thứ mà nó đã xảy ra đó là vấn đề liên quan đến sắc tộc vấn đề liên quan đến lịch sử nhưng mà của philippines và trung quốc thì nó không có như vậy đúng không, quý vị hai cái nước đó nó thuần túy nó tranh chấp về vấn đề lãnh thổ ở trên một cái vùng lãnh thổ mà rất nhiều nước muốn tranh chấp đúng không ạ thì vậy nhiều người mỹ có thể làm được cái điều như họ đã làm ở Ukraine hay không? Còn ở Ukraine họ rất dễ làm. Tôi nói thẳng quý vị là cho tôi nhiều tiền tôi cũng làm được. Đúng không ạ? Bởi vì nó rất dễ rồi. Nó quá dễ để nó có thể tạo ra người Ukraine có động lực, người Nga có động lực. Vậy thì chỉ cần tiền thôi. Đúng không ạ? Đấy, thì cho nên là cái ở đấy trường hợp này nó rất dễ Bài đấy là bài tiểu học Thế còn sang đây thì nước Mỹ sẽ phải đối mặt với bài cao học Đấy, làm thế nào để gây ra cuộc chiến ở đây trên quy mô lớn Tôi nghĩ rằng nó cực kỳ là khó cực kỳ là khó, tức là khả năng xảy ra thì nó sẽ rất là thấp. Thế nhưng mà chúng ta cũng không thể đi tới quyết định là không thể được đúng không ạ? Mà đấy là chúng ta phải tính thêm cả cái yếu tố rằng là với cái vấn đề như Trung Quốc thì nó rất là khác Nga. Thứ nhất, Trung Quốc đã có bài học ở Ukraine đúng không ạ? Và họ nhìn rõ tâm can của người Mỹ hơn ai hết. Thứ hai nữa, Trung Quốc là một cái nước mà nó buôn bán, buôn bán và xây dựng thì những cái đó mà nó chiến tranh thì nó không làm được đâu. Nó sẽ yếu đi trông thấy nếu như đánh nhau đánh nhau ở Đài Loan thì còn đỡ chứ nếu đánh nhau ở Philippines ấy Trung Quốc sẽ bị suy yếu đi đáng kể liên quan tới cái sức mạnh mà tiềm sinh mạng nội tại của họ đó là xuất khẩu thương mại công nghiệp nó phụ thuộc vào các tuyến đường biển rất là nhiều Đấy là chưa kể nếu mà Trung Quốc là bên động binh nữa đúng không ạ thì nó sẽ gặp rất nhiều những cái sự đại khái là phản đối rồi là cấm vận này nọ nữa. Chắc chắn là Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và nếu Trung Quốc mà bị phương Tây tập kích cùng lúc ấy thì chắc chắn họ sẽ nguy khốn hơn Nga rất nhiều. Đấy. Nếu như mà không có Nga thì họ sẽ chết ngay. Nhưng nếu mà có Nga thì họ còn sẽ gặp rất nhiều khó khăn so với Nga. Đấy. Nhìn cho nên là những dữ liệu như vậy là để quý vị có thể tự có quyết luận của cái riêng mình đúng không ạ còn tất nhiên nó là chuyện tài trời trong tương lai làm sao mình có thể chốt được vâng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một đêm cuối tuần vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ